tiểu thư khỉ tại một thôn làng đọ thuộc miền nam thái lan có một chàng thanh niên họ lưu cử hành hôn lễ tần đường là một cô gái có biệt danh tiểu thư khỉ nguyên lai like, mọi người đều cho rằng tiểu thư khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí hay một nàng thân thể đầy lông hình dạng giống y như khỉ nên mới có biệt danh này nhưng lúc đôi tân dân bái đường xong cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách thì một người đều sáng mắt lên không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đấy lòng. trời ơi tân nương đẹp quá trời luôn hả ừ trời ơi đẹp như đúng, đúng là mỹ nhân vậy đó đẹp trời quá ơi, đẹp quá hả thế nhưng mọi người đối với danh hiệu tiểu thư khỉ này lòng đầy hiếu kỳ rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao té ra mẫu thân của tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. nhiều người tha thiết xin kết hôn thậm chí một thanh niên phú gia ở nước mã lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân nhưng gia nhân viện cứ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối không bao lâu gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng chàng thì tuấn tú đa tài nàng thì kiều diễm bỉ lệ thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đuôi nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ chẳng mấy chốc từng đường mang thai chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội chăm sóc lo điều đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường, nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bác như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được, và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng bừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm đó, chồng nàng ra chợ, gặp thờ săn trối một con khỉ rau bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được bảy tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày rộng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó, chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ chân đất quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng nhưng người chồng quá yêu vợ này chẳng chút động lòng không khởi chút từ tâm dương giao lên toàn mổ tim nó trong giây phút bên bờ tử vong con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao tay trái nắm chặt lưỡi dao dùng toàn lực chống đỡ cái chết nhất quyết không buông tay người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về, rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về. Do bốn ngón tay con khỉ nắm khóa chặt, nên đã bị đứt lìa hai phần ngón. Bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về nó ráng chịu đau đớn đoạt cửa mà chạy trước khi ra khỏi cổng nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng ánh mắt đầy oán hận rồi nó biến đi biệt tâm biệt tích từ đó trở đi cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn chỉ ăn toàn rau đậu hũ người nhà lo nàng không đủ chất bổ lén bỏ nước thịt vào nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngủ quan trong rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện, tay trái của bé chỉ có một ngón cái, và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói, lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói. Đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó, không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt đó là nguyên nhân của biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.